Chào cả nhà YouTube nha. Hôm nay mình muốn update mấy cây táo tàu của mình đã trồng xuống được 3 tháng. Lên rất là tốt, lá rất là xanh tươi. Và mời các bạn coi và mình sẽ cho các bạn biết là thêm một lần nữa là những cây táo tàu này mình mua ở những đâu và cây nào thì có một bộ rễ thật to, phát triển thật lẹ và nơi nào thì lại không có phát triển được nhiều ha. Đã thấy là để coi mình có 8 cây táo tàu và 6 cây lê châu Á và cộng thêm một cây lê, đó là cây lê bự nhất mình trồng cách đây 10 năm rồi, là cây lê Mỹ lai châu Á, thành ra trái thì như là trái của Mỹ, dài dài hình bầu dục nhưng mà ăn thì lại ngọt và giòn như là trái ổi vậy đó. Năm nay cây lê này của mình nó không có trái nhiều, chỉ được vài ba trái thôi, vẫn còn nhỏ nhưng mà rất là ngon các bạn, ăn giống như là ổi ở Việt Nam mình vậy đó, nhưng mà ngon hơn và giòn hơn. Ở đây thì mình có một cây đào lùng thôi. Mình ngắt bớt trái đi tại cây còn nhỏ quá cho nên ở đây chỉ còn 3 trái nằm giấu dưới cành đây. Mà trái đào này nó rất là ngọt và giòn các bạn. Nó kêu bằng đào Bell of Georgia, là tiểu bang Georgia, mà Bell là cái bell, cái chuông á các bạn. Ăn giòn mà rất là ngọt, không có mềm, thịt màu trắng. Cho nên mình, nếu mà các bạn thích ăn đào giòn thì nên mua lại đào Bell of Georgia này nha. Và đây là cái cây táo tàu đầu tiên nhất mình trồng của năm ngoái hồi tháng 5, đã ra bông rất là nhiều. Năm ngoái thì cái cây này nó cao khoảng bao nhiêu đây nè, nhưng mà tại vì cái nhánh của nó đã bị nó bị nứt một bên, thế là mình chặt xuống năm ngoái vào mùa đông, mình chặt xuống thì từ đây cái nhánh này là nhánh mới của mới mùa hè, mới mùa xuân năm nay nó mọc lên cao chưa các bạn? Thấy, thấy mọc thiệt cao lên trên đó. Chỉ trong vòng từ mùa xuân hồi tháng 2 mà nó mọc thiệt cao, tại vì cái rễ nó đã bám từ năm ngoái rồi đó các bạn, cho nên nó có một năm để mà bám rễ và nghỉ ngơi. Thành ra cây này là cây táo tàu sugarcane đầu tiên của mình trồng ha. Năm nay mình đã, nó đã có bông rồi, hy vọng mình sẽ có được vài ba trái nếu như nó đậu trái. Tại cây thì cũng mới, năm nay thì trồng xuống là được 5, nhưng mà cái cây táo này lúc mua là đã 2 năm tuổi. Thì hy vọng mà mình sẽ có được vài ba trái để ăn năm nay ha, để coi ngọt hay không. Đây là cái bao phân mà phân bò mình hay mua để trộn với đất để trồng những cái cây đây nè, cái kêu bằng black cow các bạn. Thì chờ trộn với đất mà mình mua ở lô thì một phần 3 của cái bịch black cow này với lại 2/3 của đất đất garden soil đó các bạn. Trồng thì cây sẽ rất là màu lớn ha. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu những cây táo tàu của mình thôi, còn ở đây là những cây lê châu Á, nó có single, nó có khô xuôi, nó có đủ loại, nhưng mà tại vì nó chưa có ra trái, nó mới năm thứ 2 trồng xuống đất thôi, thành ra mình cũng chẳng giới thiệu. Có một cây thì cây chính giữa đây thì nó có 2 trái nhưng mà mình ngắt xuống tại vì mình không có muốn là cái rễ phải nuôi trái rồi nó chết á, thành ra đó mình, rồi cái ngọn nó lên cao quá thế đó mình cũng cắt cái ngọn xuống luôn để cho cây nó lùn chút chứ đừng có cây lên cao quá. Cái này để mình cho các bạn thấy, cây này là một cây táo tàu Sensili ha. Trái tàu Sensili thì nó rất là, nó bự bằng nắm tay em bé và nó cũng nghe nói là rất là ngọt nhưng không được giòn bằng sugarcane. Cây mà cây này mình cũng trồng từ năm ngoái, sau cái cây táo đầu tiên mình giới thiệu, nhưng mà tại vì gia tới gia lui á, thành ra nó động rễ, thành ra lá mới có ra có chút xíu như đây, thấy ghét không? Ra có chút chẹo.
mặc dù đã trồng từ năm ngoái rồi đó các bạn, nhưng mà tại vì cái tác hại của dê cái cây tới dê cây lui rồi cái rễ nó bị yếu đó các bạn. Thành ra tới bây giờ tháng 5, đầu tháng 5 rồi mà chỉ có ra nhiêu đó lá thôi. Cho nên cây này là cây sensili ha, cây táo nó bự khoảng chừng bao nhiêu đây. Đó, còn bây giờ là cái cây này là mình mới mua năm nay, mới trồng xuống hồi tháng 2. Khi mình mua là toàn bộ nó chỉ có cái cây từ ở đây xuống, không có lá nào hết với một bộ rễ thôi. Nó kêu bằng bare root đó các bạn. Mà cái cây này là mình mua của cái tiệm cây www.treeofantiquity.com. Trời ơi, cái tiệm này nó rất là cứt các bạn. Mua cái cây khẳng khiu, không lá, không gì hết, chỉ có rễ, cây bare root thôi. Mà mới trồng xuống được con từ hồi tháng 2 tới giờ là bây giờ 3, 4, 5, 3 tháng thôi. Mà các bạn thấy cái cành nó ra nè. Cái cành nó ra đây nè, trong vòng 3 tháng mà ra 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5. Toàn bộ nó ra nhánh của năm nay không đó các bạn. Là mới trồng được 3 tháng thôi đó. Mà nó còn nhiều lá hơn là cái cây nhỏ xíu đằng kia trồng năm ngoái. Các bạn thấy cái tiệm cây này là bán cây mạnh khỏe ghê không? Cho nên các bạn nên nhớ tìm mua của cái, nếu mà mua trên mạng cái xứ cái tiểu bang các bạn không có táo á, thì nên đặt mua trên cái mạng này ha. Again, cái cây này là cây GA 866 chuchubi, là cây người Việt Nam mình kêu bằng táo đinh á các bạn, rất là ngọt, rất là giòn. Và cái website là ở đây ha, treeofantiquity.com. Đó, các bạn phải lên trên mạng và các bạn phải đăng ký mua cây trước 1 năm thì họ trồng lớn rồi thì họ mới gửi về cho mình ha. Trời ơi, cây này mình mua hai cây của cây này mà nó mau lên một cách khủng khiếp. Mình rất là thích cái website này, mình có lên cho một cái 5 star review về cùng các họ gửi cây và những cái rễ cây rất là mạnh khỏe. Họ không có cắt những cái rễ cây nhiều đi, họ để toàn bộ rễ cây cho mình để mình trồng để cây nó mau hút dinh dưỡng để lên, nó lên đã không. Trong vòng 3 tháng thôi mà lên không, nó lên mình gấp 5 lần cái cây mà đã trồng từ năm ngoái. Các bạn thấy hai cái khác biệt không? Một cây thì trồng 3 tháng, một cây trồng đã 1 năm mấy rồi mà coi kìa. Cho nên đây là sự khác biệt giữa một cái nơi mà dưỡng cây, trồng cây và họ dùng những cái gốc rễ ghép lại mà để cho nó hút dinh dưỡng lên thật lẹ. Và khi mà họ gửi cây họ không cắt rễ ra hết toàn bộ các bạn ha. Cho nên cây sẽ mau lớn. Để cho mình cho các bạn coi một cây nữa cũng là mua cùng một tiệm ha. Là nó cũng mới trồng xuống được 3 tháng, nó thấy lá ra dữ không? Các bạn coi nhánh lá, nhánh cây nè. Mới đầu là chỉ cái cây màu nâu ngay chính giữa thôi á, không có cái miếng lá nào, mà bây giờ các bạn thấy nó ra lá trong vòng 3 tháng nè. Mà nó ra lá ghê không? Cho nên các bạn ở tiểu bang nào mà không có táo tàu á thì cái tiệm này là Tree of Antiquity ha, là trồng rất là nhiều loại táo tàu mà gốc cây rất là bự và họ cho cái rễ rất là bự luôn, rễ rất là nhiều, trồng xuống là lên trong vòng 3 tháng các bạn coi lên còn lớn hơn những cây táo tàu mình trồng năm ngoái nữa. Và cây này cũng là cây GA866, là cây táo đinh của Việt Nam mình gọi các bạn, nó hơi nhọn nhọn dài dài và rất ngon, giòn và rất ngọt ha. Đây là hai cây mình mới trồng năm nay được 3 tháng nha các bạn. Đó là các bạn so sánh đi, là nó đã mọc nhiều bằng những cái cây đã mọc từ năm ngoái rồi, đã không? Rồi cây này là cũng là một cây táo tàu, nó kêu bằng Hernicha, là ngọt như hũ mật ong ha các bạn ha. Cũng ra bông. Cây này thì mình trồng từ năm ngoái rồi, ra bông rồi đó. Thì năm ngoái thì nó chỉ tới đây thôi, thì năm nay nó lên được một khúc bao nhiêu đây đó. Thì cây này cũng còn nhỏ, cây này thì mình mua của website cái này là của Bob Wells Nursery ha, nhưng mà không phải, cây này là edible
Plant Nursery, à, Edible Plant Nursery. Đó. Nhưng mà mình cảm thấy là không có ha, cái nursery nào mà nó cây nó tốt bằng mà cái cây hồi nãy mình mới giới thiệu với các bạn đằng kia của Tree of Antiquity đó, là number one. Những cái cây này họ gửi về thì rễ nó cũng tỉa hết rồi, thành ra thời gian nó phát triển cũng chậm, mà cây này cũng đã một năm rồi các bạn. Thấy cũng chậm chậm thôi ha, không có phát triển lẹ. Coi như là năm nay năm thứ hai là cây Hernia, cây mật ong, hũ mật ong, táo hũ mật ong này của mình trồng xuống rồi. Hy vọng có được cũng vài được vài ba trái, tại vì các bạn thấy bông nó cũng ra rồi đó. Cho nên hy vọng là sẽ có được vài ba trái để thử coi ngon hay không ha. Còn cây này là cây táo TA866, ra vài ba lá nhỏ xíu. Cái này là cũng của Bobwell Nursery. TA866 của Bobwell thì cũng nhỏ, lá cũng ra vài ba lậm, nhưng mà cái này cũng trồng năm nay thôi chứ không phải từ năm ngoái. Còn cái cây này cũng là cây, một cây Sensili thứ hai, mình mua trên YouTube của bé Hai ở Texas. Cây này là một trong những cây mắc nhất mình mua từ trước tới giờ, 125 đồng cộng tiền shipping. Thì các bạn lên YouTube coi bé Hai Texas thì bạn ấy thỉnh thoảng cũng có bán cây kiểu này kiểu kia, nhưng mà bạn bán theo mùa cho nên lúc có lúc không ha. Thì mình thấy lá ra cũng nhỏ nhỏ, không có nhiều. Những cái nhánh ở đây là cái cây nó đã có sẵn rồi, còn những cái lá này mà nó mọc ra thì là nó mọc ra năm nay ha, tại mình mới trồng hồi tháng 1 thì phải. Ở dưới đây mình trồng dưa hấu để cho nó leo xung quanh gốc cây, cho gốc cây mình nó mát đó các bạn. Mình ra trồng chơi chơi vậy thôi chứ chẳng biết có dưa hấu để ăn hay không thì không biết. Và cây này cũng là một cây táo tàu, táo đinh luôn, TA866 luôn, cũng mua của Bobwell Nursery, cùng là cùng một cái cây ở đầu đằng kia, một cặp ha. Ồ, cái gì mà mọc đầy ở đây đây, cỏ hay gì đây ta? À, cái đây là cây cây é các bạn. Chồng mình trồng cây é xuống để người miền Trung á, cây é là họ sẽ giả với muối ớt để ăn với canh tập tàn các bạn. Còn cái nhánh cây này là cái nhánh mà mình chặt xuống của cái cây táo tàu đằng kia đó, nó bị mẻ, bị gãy, mình chặt xuống, mình cắm xuống đây để cho nó bén rễ ra lá, nhưng mà hy vọng thì... nhưng mà lâu lắm rồi, nó chỉ ra có nhiêu đây thôi, mà thấy muốn héo hết rồi các bạn, héo queo hết rồi, cho nên cứ cắm vậy thôi, chứ nếu sống thì chắc cũng chẳng sống, chẳng biết nữa. Nhưng mà mình tiếc rẻ cái khúc đầu mình cắt xuống này, mình cứ cắm xuống, thấy nó ra lá non nhưng mà giờ nó dừng lại luôn rồi, nó khô lại thôi, mặc kệ đi, mọc ra thì mọc, không mọc thì mình cũng có 8 cây táo tàu ở đây rồi, ăn không hết rồi các bạn. Rồi để mình cho các bạn coi thêm hai cây táo tàu đằng này nữa. Hai cây này là Hernia mua cũng ra bông đồ này kia hết rồi đó, nhưng mà cây chút chẹo à. Cái này là Hernia, cũng là hũ mật ong ha, táo hũ mật ong, mua của Bobwell Nursery luôn đó. Hai cây này thì trồng xuống thì thiệt lâu nó mới ra lá, cho nên lá có chút xíu à. Và đây cũng là một cây gửi cùng một lúc luôn. Cây này thì chờ thiệt lâu mới ra lá, nhưng mà khi ra rồi thì cũng theo kịp cái cô bạn đằng kia, bằng lá cũng cùng một số lượng giống như cây đằng kia ha. Đó là Hernia Chuchubi mà mua của Bobwell Nursery ha các bạn. Nhưng mà Bobwell Nursery này bán cây táo rất là nhỏ bạn ha. Họ quảng cáo là 2 năm nhưng mà mình thấy rất là nhỏ. Trong khi đó hai cái cây đằng kia mà mình mới khoe mà trồng xuống 3 tháng nay mà thiệt bự á, họ cũng quảng cáo 2 năm mà các bạn thấy cái gốc thiệt bự không? Rất là bự. Cho nên mình khuyên các bạn là nên mua ở chỗ cái tiệm treeofantiquity.com ha. Nhưng mà phải đăng ký trước 1 năm. Thí dụ như năm nay thì bắt đầu tháng 7, 8 gì đó các bạn vô đăng ký mua thì năm sau họ mới gửi ra cho các bạn ha. Thì cái video này mình chỉ giới thiệu cho các bạn về mấy cây táo tàu của mình thôi, tại mình đang cưng mấy cây táo tàu á. Mới trồng năm ngoái, năm nay xuống cây nào cũng ra lá là cây hết rồi, ra nhành hết rồi. Còn
video lần sau thì mình sẽ cho các bạn coi cái mấy cây lê của mình, nhưng mà đa số thì toàn lá không, chưa có trái, thành ra coi cũng chẳng có gì vui. Hai cây gốc đằng này thì là cây cherry của mình, năm nay thì chắc cũng năm thứ ba rồi đó, thì nó cũng bắt đầu có trái rồi. Một cái thì cherry vàng với một cái thì cherry đen thì phải. Hai cherry này là hai cây cherry lùng, cho nên nó sẽ không cao, cho nên nếu mình già rồi mình cũng lụm khụm ra mình hái được, chứ không có phải leo thang các bạn ha. Còn cây này chắc là cây cherry cao nè, cho nên mình mai mốt rảnh mình sẽ tỉa cái nhánh nhánh xuống. Cây này thì ghét lắm, chẳng có bao giờ ra bông ra lá ra gì hết, mà còn bị mấy cái con gì nó ăn lá hết trơn à, năm nào cũng vậy. Thành ra nó phát triển chậm lắm, cao trồng ngồng. Coi như ba cây đây là ba cây cherry hết, nhưng mà mình thích hai cái cây lùng này hơn, đã có trái rồi. Còn cây này thì bị con này con kia ăn đã vậy còn chẳng ra bông ra trái gì cả. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi YouTube của mình, và nếu các bạn có muốn hỏi mình mua cây ở đâu, bao nhiêu tiền hay gì thì cứ comment cho mình biết ha. Tên của mình là Holly, cảm ơn các bạn nhiều.